Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì lời đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Em xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay, em xin được cập nhật đến toàn thể quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý nha quý vị. Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất là đặc biệt khi mà đàn gà con cùng với toàn thể FC của anh Mạnh Quỳnh thì cũng đã chuẩn bị đi đón anh Mạnh Quỳnh đáp tại sân bay để mà trở về thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa quý vị, lần này anh Mạnh Quỳnh trở về sẽ chắc chắn cho chúng ta thấy được những cái hành trình của anh rất là dài. Và sau đó thì cũng anh sẽ biểu diễn cho tất cả mọi người chúng ta sẽ được xem những cái live show, những cái sự kiện, những cái chương trình hay và ý nghĩa để gửi gắm đến tất cả mọi người. Kính thưa mọi người, dẫu biết rằng hiện nay có rất là nhiều những câu nói và những ý kiến trái chiều khi mà anh Mạnh Quỳnh cứ đăng tải những cái thông tin về Việt Nam, cũng có rất là nhiều những người cũng đã vào bình luận cũng như gần như không đồng tình cùng với Mạnh Quỳnh. Đây cũng là một những cái câu chuyện khiến cho anh Mạnh Quỳnh cảm thấy cũng rất là buồn. Nhưng thưa quý vị, trong những cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng phải rút ra được nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái để mà chúng ta đánh giá. Bởi vì con người của chúng ta thì sinh ra ai cũng vậy, cũng có những người yêu, người thì thương, người thì ghét, người thì mình nói chung là bình thường. Cho nên thôi, cuộc sống như nào thì chúng ta cứ phải chiều theo như vậy. Hiện nay thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã lên máy bay trở về Việt Nam sau những cái chuyến live show của anh ấy tại bên Mỹ thưa quý vị. Anh cũng rất là bận trong thời gian này, nhưng hiện nay thì anh cũng đã lên máy bay để chuẩn bị trở về thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là cũng để thăm đàn gà con. Sau đó anh còn rất là nhiều những cái công việc phải làm. Thì trong những cái live show lần này, anh Mạnh Quỳnh thì sẽ về Việt Nam này sẽ tại thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là cũng phải có đàn gà con thưa quý vị. Mong rằng các quý vị chúng ta sẽ ủng hộ cho Mạnh Quỳnh, ủng hộ cho đàn gà con để tiếp sức cho anh Mạnh Quỳnh cũng như là cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang hay Juno để có những cái động lực nhất định trong cái thời điểm này. Bởi lẽ anh Mạnh Quỳnh không những là một người thầy mà còn là bây giờ là còn là cha của bé Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Cho nên những cái công việc liên quan tới nghệ thuật thì anh Mạnh Quỳnh rất là sát sao khi mà mong muốn cho các con phải đạt tới những cái gì đó trong nghệ thuật cao nhất thì cảm giác như anh Mạnh Quỳnh mới yên tâm được thưa quý vị. Lúc nào anh Mạnh Quỳnh cũng cảm thấy mong muốn, tức là cho các con sẽ có được những bước đi vững chắc trong tương lai. Ngoài những công việc sáng tác, ngoài những công việc mà dành thời gian cho mình thì anh cũng có khoảng thời gian để mà giảng dạy cũng như là trau dồi cho bé Tuyết Nhung và bé Thiên Ngân. Hôm nay thì toàn thể mọi người, đàn gà con cũng như là đội FC của anh Mạnh Quỳnh cũng đã tới sân bay để mà chờ đón anh Mạnh Quỳnh trở về với thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rồi sẽ cho chúng ta thấy được những cái chương trình hay, những cái chương trình ý nghĩa để mà cống hiến cho quý vị khán giả, cống hiến cho những người hâm mộ anh Mạnh Quỳnh. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà hôm nay mình cũng muốn cập nhật đến cho quý vị biết được những cái lịch trình của anh Mạnh Quỳnh trong cái thời gian này. Và thưa quý vị, một thông tin nữa thì mình cũng muốn cập nhật đến các quý vị và các bạn, đó là những cái thông tin về bé Tuyết Nhung cho mọi người. Thì bé cũng có đăng tải lên những cái trang cá nhân, lên cái bảng tin của mình, là sau đây mình sẽ cập nhật cho các quý vị được biết. Bởi vì dạo gần đây thì bé Tuyết Nhung đã đi niềng răng. Thì thực ra mà nói là cái người làm ca sĩ thì cần phải có những cái hoàn hảo nhất định về cái mẫu hình người đó quý vị. Thì cho nên là phải hoàn hảo một chút, phải xinh xắn thì nó cũng hòa quyện theo tiếng hát, nó sẽ tự tin hơn và sẽ gửi gắm cho quý vị khán giả thật là nhiều
những cái cung bậc cảm xúc nó khác nhau, đúng không thưa quý vị? Sau đây thì em cũng sẽ xin được cập nhật đến các quý vị một số cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình. Thì em sẽ cập nhật cho tất cả các quý vị được biết những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung em ấy đã đăng tải lên trang cá nhân của mình nhé. Mời tất cả các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Hình trước là hình cũ, đây là hình mới nè cả nhà ơi. Cười mãi thôi, đang quay cuồng, cảm nhận từng cơn đau diêm diêm, rơm rớm. Đó, thì đây là bé, cái hình ảnh bé đi niền răng nha quý vị. Thì làm ca sĩ thì cần phải có những cái ngoại hình nó tương đối, đúng không mọi người? Ai cũng vậy thôi, cũng rất là mong cái ngoại hình của mình nó được chỉnh chu một chút. Cái thứ nhất là để tôn trọng khán giả, cái thứ hai là để cho nó hoàn hảo khi mà tự tin lên sân khấu sẽ biểu diễn nó tự tin hơn rất nhiều, để gửi gắm đến toàn thể các quý vị khán giả. Cho nên là dạo gần đây thì bé Thiên Ngân với bé Tuyết Nhung cũng đi niền răng và cũng mong sao sẽ có được những cái ngoại hình tốt nhất để mà khi lên sân khấu sẽ tự tin hơn nhiều thưa quý vị. Những cái thông tin mà các quý vị có thể nghe ở đây là tất cả là các bé đã đăng tải lên trang cá nhân, thì mình cũng muốn cập nhật đến quý vị. Và ngày hôm qua hôm kia thì cũng có rất là nhiều những cái người mà đã vào bình luận vào những cái MV của Thiên Ngân, khiến cho bé Thiên Ngân cũng rất là buồn thưa quý vị. Bởi vì là bé Thiên Ngân đăng tải cái MV thì buồn hắt buồn hiu đó mọi người, thì cũng có một số người đã vào bình luận nghe thật sự rất là bức xúc, và cũng đã khiến cho bé Thiên Ngân cũng có rất là nhiều những cái nỗi buồn. Và bé cũng đã nói lên cái nỗi lòng của mình, bởi vì là bé cũng nói rằng là các bé cũng chỉ muốn cố gắng từng ngày, cố gắng hơn nữa, mong mọi người hoan hỉ, đừng nói những điều mà khiến cho các bé buồn nhiều nhé, cảm ơn mọi người. Bởi vì các bé cũng rất mong mọi người cũng góp ý tham gia để cho bé cải thiện hơn, chứ đừng nói xấu các bé, tội lắm. Đó là những cái điều mà bé Thiên Ngân cũng mong muốn gửi gắm đến những cái người mà thường thường là hay đi nói xấu người khác. Thật sự đây là một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng cảm giác rất là buồn. Kể cả bé Tuyết Nhung cũng bị nói rất là nhiều thưa quý vị. Cho nên đến ngày hôm nay thì mong quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho các bé thật nhiều hơn nữa, để các bé có thêm những cái động lực để mà bước tiếp trong cái tương lai này. Dạo gần đây thì quản lý Diễm Phạm vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng không thể quên chăm sóc cho các con và động viên cho bé Thiên Ngân với Tuyết Nhung rất nhiều thưa quý vị. Vì quản lý Diễm Phạm cũng đã trải qua rất là nhiều những sóng gió trong cuộc đời, cũng đã từng bị nói và cũng đã từng bị thật sự nói rằng là không hay về quản lý Diễm Phạm. Nhưng quản lý Diễm Phạm là một người thật sự rất là tuyệt vời, cũng không bao giờ nói lại hay là không bao giờ có những cái gì đó kệ cho mọi người nói gì cũng được. Nhưng mình làm vì cái tâm, mình làm vì tất cả các con, và mong cho hương linh của chị Phi Nhung ở nơi chiến suối sẽ được cảm thấy yên tâm và được an nhàn. Thì các quý vị cũng biết là quản lý Diễm Phạm bây giờ thì hiện tại cũng đang rất là vất vả. Ngoài những công việc lo cho các con, lo những cái live show cho các bé, thì còn những các em nhỏ thì quản lý Diễm Phạm lúc nào cũng phải sát sao hơn nhiều đấy thưa quý vị. Rồi lại còn những cái công việc tại quán chay nữa, cho nên quản lý Diễm Phạm rất là vất vả trong cái thời điểm hiện tại này. Và cũng mong tất cả chúng ta hoan hỉ, chúng ta hãy cố gắng lên tiếng bình luận để mà ủng hộ cho quản lý Diễm Phạm. Mong quản lý Diễm Phạm sẽ vượt qua tất cả để có thêm những động lực lớn mạnh để mà ủng hộ cho đàn gà con, ủng hộ cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân, và sẽ giúp cho các con sẽ được có được những cái cuộc sống thật là vui vẻ, hạnh phúc sau này, để mà không phụ lòng cái người đã khuất, đó là chị Phi Nhung. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem video và nghe những thông tin và vận hạnh cập nhật được. Xin chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn được bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.